tiếp nối phần 5 của chuỗi lăng kính hiển vi, Bình Minh xin giới thiệu đến các bạn ngành luân trùng, một trong ba nhóm động vật phù du chiếm ưu thế trong các hệ sinh thái thủy vực, là một mắt xích không thể thiếu trong mạng lưới thức ăn, đóng vai trò đảm bảo dòng chảy vật chất và năng lượng từ sinh vật sản xuất sơ cấp đến các sinh vật bậc cao hơn. Theo Wallace năm 2002, Protifera hay còn gọi là luân trùng được biết đến với khoảng 2.000 loài và hầu hết phân bố rộng. Hầu hết có khoảng 95% sống trong môi trường nước ngọt, bao gồm hồ, ao. Chỉ có khoảng 5% số loài được tìm thấy ở môi trường nước mặn. Luân trùng có chiều dài từ 0,1 đến 0,5mm, những cá thể lớn nhất không vượt quá 3mm. Cơ thể kéo dài hoặc hình túi, hơi trụ, cơ thể chia thành phần đầu ngắn, phần thân lớn bao gồm phần lớn cơ thể và phần chân. Phần đầu rộng và hẹp mang vòng tim mao được dùng để lấy thức ăn và bơi lội. Luân trùng có vòng đời ngắn, dao động trong khoảng từ vài ngày đến vài tuần tùy theo loài. Nhiều loài luân trùng sống tự do, làm thức ăn giai đoạn đầu rất tốt cho việc ươm nuôi ấu trùng một số loài cá, giáp xác có giá trị kinh tế. Luân trùng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cấu trúc quần xã trong thủy vực nước ngọt. Theo Sladechak năm 1983, thì Protifera là nhóm sinh vật được sử dụng làm sinh vật chỉ thị cho môi trường nước với mức độ dinh dưỡng khác nhau. Trong hệ thống nuôi trồng thủy sản, số loài luân trùng có khả năng sử dụng làm thức ăn ở ao nuôi cá dao động khoảng hơn 10 loài, trong đó chủ yếu thuộc giống Brachyonus. Một số loài luân trùng nước ngọt đã được gây nuôi sinh khối, trong đó Brachyonus angularis được tập trung nghiên cứu nhiều nhất. Một số nghiên cứu cho thấy sử dụng Brachyonus angularis ươm cá bóng tượng giai đoạn bột lên hương cho kết quả tỷ lệ sống trên 30%. Brachyonus calyciflorus là luân trùng nước ngọt chiếm ưu thế trong ao. Thành phần dinh dưỡng của Brachyonus calyciflorus khá cao, theo Orok năm 2013, dễ tiêu hóa và có chứa một số loại enzyme. Hàm lượng protein chiếm 77,8 + 1,6%, lipid chiếm 15,7 + 7,5%, carbon hydrate chiếm 27,8 + 0,7%. Theo Olson, luân trùng có thể hấp thu 86% lượng axit béo không no có trong thức ăn. Năm 1997, Lim và Wong đã sử dụng Brachyonus calyciflorus để ươm cá cảnh nước ngọt. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sống của cá giống đạt từ 65,1% đến 74,5%. Brachyonus blicatilis có kích thước từ 130 đến 340 mm, hàm lượng protein hơn 60%, lipid khoảng 20%. Brachyonus blicatilis được sử dụng rất rộng rãi trên thế giới trong ươm nuôi ấu trùng trên 60 loài cá biển và 18 loài giáp xác. Chúng là một trong những loại thức ăn thích hợp cho ấu trùng tôm he ở giai đoạn Mipa, ấu trùng tôm sú và ấu trùng cua. Qua phần 8 của lăng kính hiển vi giúp chúng ta hiểu thêm về Protifera. Protifera có cơ thể kéo dài hoặc hình túi, hơi trụ, cơ thể chia thành phần đầu ngắn, phần thân. Hầu hết chúng sống ở thủy vực nước ngọt. Luân trùng là thức ăn lý tưởng cho ấu trùng do chúng có kích thước nhỏ, bơi chậm và sống lơ lửng trong nước. Hiện nay, việc ươm nuôi luân trùng đang được nghiên cứu và nhân rộng để nâng cao lượng và chất luân trùng trong sản xuất. Cảm ơn bà con đã theo dõi chuỗi lăng kính hiển vi. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 1900 866 636. Xin cảm ơn bà con.